Hôm qua, lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ đã đến thăm và trao tặng một phần quà trị giá 5 triệu đồng từ quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Được, 90 tuổi, hiện ngụ tại xã Xuân Mỹ. Mẹ có chồng và một người con là liệt sĩ. Bản thân mẹ cũng là thương binh bị địch bắt tù đầy. Tại đây, lãnh đạo huyện đã gửi lời tri ân, lời thăm hỏi sức khỏe đến mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời cảm ơn những cống hiến của mẹ cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo huyện mong muốn mẹ cùng gia đình tiếp tục có những đóng góp tích cực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.